ơ. Đây, hôm nay nhà mình làm món mực Gọi gỏi mật thái. gỏi mực Thái. Mực này đã lột rồi. Hấp Nó và ngâm nước đá cho nó giòn. đang ngâm nước đá cho nó giòn nha mọi người. Đây là cái nước mắm. Dưa leo, cà rốt, củ hành tây. Này là rau húng lủi, đặc biệt là Đó, rau mà. ơi ơi Rồi, chào mọi người nha. Đây là nguyên liệu để mà một lát nữa mình sẽ trộn món gỏi mực Thái nha. Đây, mực. Cà rốt, dưa leo, hành. Đây là sả, cà chua. Rau thơm. Đây là đầy nước. Nước mắm, nước Trong này trộn có nước mắm tỏi tỏi ớt. với lại nước tắc trộn lại cho nó chua 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 chua, sệt ngọt sệt ngọt. theo vị của mỗi người nha mọi người. Rồi bắt đầu Bây giờ trộn. mình trộn. Trộn mà bao lâu ăn được, ăn được, ăn Trộn liền ăn không? liền. Này mình trộn mình khỏi để bao lâu á, mình trộn mình ăn liền đi. Cái này mình nhẹ nhẹ tay thôi để không nó nát cà chua ra. Trộn sơ sởi luôn. Này là cần nha mọi người. Thường thì gỏi mực Thái thì mình không có hành ngò gì đâu. Người ta thì sẽ bỏ húng lủi nha mọi người, nhưng mà tại có thể bỏ thêm cần, tại vì cái này mà bỏ vô cái gỏi Thái nó rất là hợp mà nó rất là ngon nha mọi người. Cho một ít cho húng lủi vô. Đó gì kìa. Rồi, quá ngon luôn. Rồi. Yeah.